Còn đây là đội ghe của các chị em phụ nữ đang tập luyện với chú anh chị. Thì đây sẽ là các chị em này, phụ nữ này sẽ là thi đấu bộ môn là nam nữ phối hợp với chú anh chị. Các chị em theo mình thấy thì các chị em cũng đang tập luyện rất là quyết tâm để mà năm nay đạt được giải cao trong kỳ đua ghe ngò nhân dịp lễ hội Ốc Ong Bóc tại tỉnh Trà Vinh năm 2022. Các chị em sẽ thi đấu ở bộ môn là nam nữ phối hợp tại giải đua ghe ngò Ốc Ong Bóc 2022 tại tỉnh Trà Vinh. Như quý cô chú anh chị và tất cả các bạn có thể nhìn thấy thì các chị em đang tập luyện với một quyết tâm rất là cao. Đây chính là chùa Cầm Phong, đội ghe ngò của chùa Cầm Phong của thành phố Trà Vinh. Trước màn hình của quý chú anh chị và tất cả các bạn có thể nhìn thấy đó chính là đội ghe ngò chùa Cầm Phong của thành phố Trà Vinh. Ở đây thì mình thấy thì các vận động viên đang tập bộ môn là nam nữ phối hợp với quý chú anh chị. Các chị em phụ nữ thì ngồi ở phía đầu ghe, còn các những vận động viên nam thì sẽ ngồi ở phía sau ghe đó. Hôm nay ở năm giải đua năm nay thì theo mình thấy thì đội ghe chùa Cầm Phong của thành phố Trà Vinh thể hiện một quyết tâm rất là cao. Hy vọng là năm nay thì đội ghe ngò chùa Cầm Phong của thành phố Trà Vinh sẽ đạt được thành tích cao như mong đợi với quý chú anh chị. Như xa xa quý cô chú anh chị và tất cả các bạn có thể nhìn thấy thì đội ghe ngò của chùa Cầm Phong thành phố Trà Vinh đang tập bơi về phía mình đó quý cô chú anh chị. Đó, đang bơi lại quý cô chú anh chị. Những bước dầm theo mình thấy cũng khá là đều. Đó. Và hiện tại thì các vận động viên đang tập bộ môn là nam nữ phối hợp. Năm nay thì không có sự tham gia của đội ghe rất là mạnh, đó chính là đội ghe ngò Càng Long. Do là đội ghe ngò Càng Long đã phải thi đấu qua thi đấu ở tỉnh bạn, đó là tỉnh Sóc Trăng.
nên do đó thì ở giải đua ghe ngò Ốc Ong Bóc năm 2022 tại tỉnh Trà Vinh năm nay thì không có sự có mặt của đội ghe ngò Càng Long. Theo mình thấy thì cả đội chỉ tập giống như là làm sao để mà nhịp thật là đều thôi với cô chú anh chị, chứ chưa thực sự là tập tăng tốc hay là nước rút. Và đội ghe ngò Chùa Cụm Phong thành phố Trà Vinh đã tập được bữa nay là ngày thứ 6 rồi với cô chú anh chị, được tập trên dòng sông Long Bình, nơi mà sẽ diễn ra lễ đua ghe ngò Ốc Ong Bóc hàng năm với cô chú anh chị. Đây chính là dòng sông Long Bình, nơi sẽ diễn ra lễ đua ghe ngò Ốc Ong Bóc hàng năm trên của thành phố Trà Vinh. Nó rất là rộng lắm với cô chú anh chị. Đây chính là dòng sông Long Bình. Đội ghe ngò của thành phố Trà Vinh, chùa Cụm Phong, có thể nói đây là chính là sân nhà của đội ghe ngò thành phố Trà Vinh. Ở đây cũng có thể đây là một lợi thế của đội ghe ngò thành phố Trà Vinh, việc thi đấu được thi đấu trên sân nhà của mình, vì các vận động viên đã được làm quen với dòng sông qua những ngày tập luyện trên dòng sông Long Bình. Cảm ơn quý cô chú anh chị và tất cả các bạn đã xem video của mình nha. Nếu thấy video của mình hay và ý nghĩa thì đừng quên nhấn một like cũng như là một nút đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Và bây giờ mình xin kính chào tạm biệt và hẹn lại tất cả các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.